Xin chào mấy người anh em thiện lành, lại là tôi đây. Và tuần qua thì mạng mẽo vẫn như là cái củ cải, cho nên là một người hóng hớt như tôi vẫn không có thêm nhiều thông tin chia sẻ với mọi người. Tuy nhiên, các trang thông tin vẫn gồng mình upload những cái tin nóng hổi. Và trong video ngày hôm nay, tôi sẽ update nhẹ cho mấy ông vài thông tin của làng công nghệ nha. Và bây giờ thì chơi thôi. Chắc là mấy ông còn nhớ cái vụ cà khịa giữa LG và Samsung xung quanh TV OLED với lại QLED đúng không? Nếu như mà chưa biết á, thì bây giờ hãy xem một cái đoạn clip sau. Đây. Mà thật sự luôn nha, nếu như mà ai chưa biết cái tin này thì hơi bị lú luôn á. Và cái đoạn quảng cáo này mang tính khịa nhẹ của LG đã được tung vào cuối năm 2019. Trong đó, hãng đã khẳng định công nghệ OLED vượt xa mọi chiếc LED TV khác. Tên gọi có thể giống nhau, nhưng dừng lại hơi bị lâu ha. Đây chính là điểm mà Samsung rất là ức chế, bởi vì nó ám chỉ QLED chỉ là TV LED thông thường, nhưng đặt tên nghe sao cho nó kêu để khách hàng hiểu nhầm nó có cùng đẳng cấp hay là cấu trúc với TV OLED. Và dĩ nhiên Samsung phải trả đủ lại liền, đâu phải dạng vừa đâu. Mà nói đến cái cuộc mà đấu đá giữa hai ông này thì thôi, y chang như là Pepsi hay là Coca-Cola vậy đó. Nhưng mà vài hôm trước á, thì LG đã nói rằng là Samsung đã đăng đàn trên trang chủ hay là những cái trang YouTube á, thì TV QLED vẫn là TV LCD nhưng mà nó cần đèn LED để hoạt động mà thôi. Còn Samsung thì chia sẻ rằng là LG cũng đã gỡ những cái bài mà tiêu cực liên quan đến sản phẩm của mình, cho nên là họ quyết định rút đơn khởi kiện. Thứ năm thì ông này rút đơn, thứ sáu thì ông kia cũng nhẹ nhàng rút đơn. Như vậy thì sao? Coi như quỳ cả lại. Mà tôi thấy là nên như vậy. Chứ mùa dịch mới đi qua thôi à, thì tập trung là mang đi, đấu đá nhau chi đúng không? Cho nên á, là trong tháng 6 này LG sẽ ra mắt một con TV OLED 48CX với chuẩn Big Format Gaming Display của Nvidia dành riêng cho các gamer. TV này sở hữu tấm nền OLED 48 inch có tần số quét 120Hz, hỗ trợ G-Sync. Ngoài ra 48CX còn được trang bị chip xử lý A9 Gen 3 AI để upscale những nguồn dữ liệu có độ phân giải thấp lên 4K, với lời quảng cáo rằng là công nghệ này tốt đến mức bạn có thể nhầm lẫn giữa 4K góc với nội dung upscale. Và có lẽ là LG muốn dùng con 48CX này để cạnh tranh với con Acer ROG Switch mà rất là quen thuộc với các anh em gamer rồi. Và với mức giá là $1,499 thì Hân nghĩ rằng là chiếc TV này sẽ phần nào đáp ứng được cái sự khó tính và cũng như là nhu cầu của mấy anh em gamer. Và ngoài ra khoảng cách thì khỏi phải nói ha, một con TV 48 inch mà còn OLED nữa thì thôi, khoảng cách mà chừng 90cm thôi, chiến là hết bài. Và ngày 4 tháng 6 vừa qua, Nokia, và xin nhắc lại một lần nữa là Nokia nha các bạn, với những cái dòng điện thoại huyền thoại đó, đã cho ra mắt một chiếc Smart TV LED 4K 43 inch tại thị trường Ấn Độ. Về chất lượng âm thanh thì Smart TV LED 4K 43 inch có loa 24W đi kèm với cải tiến âm thanh JBL cho âm trầm sâu và âm thanh rõ ràng. Ngoài ra sản phẩm cũng đi kèm với Dolby Audio và DTS True Surround cho trải nghiệm âm thanh tốt hơn. Vì đây là Android TV nên là mình có thể lên Google Play Store để tải những ứng dụng và trò chơi yêu thích nè. Và nó cũng hỗ trợ các ứng dụng phát video trực tuyến phổ biến như là YouTube hay là Netflix, cùng với các phím nóng chuyên dụng trên điều khiển TV với một phím cho Google Assistant. Và bên cạnh đó, Smart TV được tích hợp Chromecast, nghĩa là người dùng có thể phản chiếu nội dung trên smartphone của mình sang TV. Và so với những chiếc TV cùng phân khúc thì tôi đánh giá con này khá cao vì nó không quá mắc, khoảng $425, tức là khoảng 10 triệu đồng Việt Nam mà thôi. Và người dân Ấn Độ có thể mua chiếc TV này vào ngày 8 tháng 6 thông qua Flipkart. Còn Việt Nam á hả, thì thôi người ta bán lúc nào thì mua lúc đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là khi về Việt Nam con này sẽ được chú ý rất là nhiều, tại vì người ta rất là mong chờ về sự trở lại của huyền thoại Nokia. Và theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì mỗi năm có đến 7 triệu người trên thế giới tử vong vì những vấn đề liên quan đến ô nhiễm không khí. Và có đến 93% trẻ em dưới 15 tuổi phải sống trong một bầu không khí ô nhiễm. Nhưng mà rất là vui và may mắn khi vừa rồi Xiaomi Việt Nam vừa tài trợ 50 máy lọc không khí Mie Purifier 3H dành cho các trường mầm non tại địa bàn quận Bình Tân. Vỗ tay thật lớn cho hành động rất đẹp này của Xiaomi Việt Nam. Bạn muốn mua TV đến bờ lũ trô nít, bạn muốn mua tù lành đến bờ lũ trô nít, bờ lũ trô nít tua tua tua, bờ lũ trô nít tua tua tua. Trời ơi, tôi đang làm gì vậy trời? Các bạn có tưởng tượng rằng là một ngày nào đó điện máy xanh sẽ xuất ngoại không? Mà thôi, tưởng tượng gì nữa.
Vừa rồi Điện Máy Xanh đã có một chi nhánh đầu tiên tại xứ sở Chùa Tháp, Campuchia với tên gọi là Bluetronic. Và tiếp nối thành công của Bigphone, một phiên bản Campuchia hóa của thế giới di động, thì MWG đã đặt kỳ vọng Bluetronic sẽ chinh phục thị trường nước ngoài, đóng góp lớn vào doanh thu của công ty trong 3 đến 5 năm tới. Và hiện tại thì con số cửa hàng Bluetronic tại Campuchia đã lên đến con số 4. Và mục tiêu đến cuối năm 2020 sẽ nâng lên số lượng là 50, chiếm thị phần số 1 tại đất nước Chùa Tháp này. Và tôi nghĩ là không chỉ Campuchia đâu, biết đâu sau này chúng ta còn thấy logo của Điện Máy Xanh xuất hiện ở Myanmar nè, Lào hay là Indonesia. Trời ơi, nghe tới đây thôi là thấy tự hào và vô cùng phê rồi các bạn. Tôi nghĩ Bluetronic và giấc mơ phủ xanh Đông Dương của Điện Máy Xanh đã kết thúc tâm điện máy ngày hôm nay. Và nếu như ngày hôm nay mà mấy ông thấy tin nó có hơi chán á, thì thực sự là do các quan á, chứ không phải lỗi do tôi đâu nha. Cho nên thông cảm giúp tôi nha. Và hẹn gặp lại các ông tại tâm điện máy tuần sau. Bye bye.